Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình đã đi tới phần cuối cùng của bài 12 rồi. Từ vựng cho phần excuse time hôm nay ít thôi. Đầu tiên mình có chữ dessert. Dessert. Cái chữ này á, mình thấy nó quen lắm. Desert. Desert là sa mạc. Còn dessert là món tráng miệng. Hai cái âm nhấn khác nhau. Mọi người xem lại cái video về dấu nhấn phiên âm á, thì mình sẽ biết là dấu nhấn là như thế nào. Để từ đó mình nhìn từ điển mình có thể đọc đúng được. Và chữ S ở đây mình đọc thành âm Z, mình không đọc thành dessert. Không đọc âm S mà mình đọc âm Z là dessert. Dessert. Có âm cuối là âm T. Dessert. Là món tráng miệng. Hungry. Hungry là đói. Menu. Menu là thực đơn. Menu. Rồi, bây giờ mình xem yêu cầu của người ta là gì. What food do you like? Đây, chính là cái cấu trúc này. Hôm bữa mình học là what do you like, là bạn thích cái gì. Nhưng mà khi mà mình muốn hỏi cụ thể để người ta biết, người ta trả lời á, thì mình phải thêm cái từ đó vào sau chữ what. Ở đây người ta gọi là food, đồ ăn. Bạn thích cái đồ ăn gì? Point and say, chỉ và nói. Là trong này nó có quá trời đồ ăn luôn, mình chỉ, mình nói. Bây giờ mình sẽ cùng nghe mọi người nha. Trong bài này á, người ta ôn tập lại cho mình là I like và I don't like. I like là tôi thích, I don't like là tôi không thích. Và những cái, tất cả những cái thực phẩm, tên của những cái đồ ăn trong phần này. I'm hungry, hungry là đói. I am hungry là tôi đói. I am hungry, mọi ha. Bởi vì hungry là tính từ nên trước đó phải có động từ to be. Thì trong phần này mình từ từ đã nói đến cái phần này ha. Học tới đâu mình sẽ giải thích tới đó. Thì cái này là mình hiểu cái dịch như vậy đã. Let's look at the menu. Let's là hãy look at là nhìn vào the menu. Là thực đơn. I like meat and rice. Mọi người cố gắng nhớ lại từ vựng nha. I like carrots too. I don't like fish or egg. Or ở đây là hay là. Tức ở đây là tôi không thích cá hay là trứng. Cả cá và trứng đều không thích. I like ice cream. Nhớ là scream. Ice cream. Chứ không phải là ice cream. Ice cream. Xì do. I like apple juice. Juice là nước ép. Nước ép. Táo. But là nhưng. I don't like milk. What do you like, Emma? Emma trả lời. I like ice cream too. Tôi cũng thích kem nữa. And I like fish and egg. I like rice, but I don't like carrots. I like bananas, but I don't like grapes. Grapes này là nho, mọi người ha, mọi người nhớ từ vựng này nha. I like meal, but I don't like apple juice. Rồi, quần đi quần lại thì chỉ có cấu trúc đó và cái từ vựng. Cho nên là mình muốn để mọi người dịch để mọi người nhớ ha. Nhớ bài, nhớ từ. Thì cái phần number 3 này, người ta read again, đọc lại, tick. What Sally and Emma like? Là những gì Sally và Emma thích. Cross, dấu ít. What they don't like. Những gì họ, đây là họ, don't like là không thích. Thì phần này rất là dễ. Mình chỉ cần đọc phần bài trên rồi mình điền xuống dưới là được mọi người nha. Bây giờ mình coi trong phần bài này là mình try cái happy face hoặc là cái unhappy face. Xem là bạn này thích hay không thích món gì. Bây giờ mình nhìn sơ qua 6 bức tranh để mình nhận diện rằng là đó là từ vựng tiếng Anh của những cái món ăn này là gì, mình hình dung sơ qua trong đầu. Xong sau đó mình sẽ nghe mọi người ha. Yes, I am. Well, listening 122. Listen and draw.
Yes, I am. Well, let's look at the menu. What do you want? Well, I like yogurt, but I don't like ice cream. I like bread because I like sandwiches. So, you can have a sandwich. Which sandwiches do you like? I don't like meat. I want an egg sandwich. And an apple, please. I like apples. Rồi. Tất nhiên khi đọc bài người ta sẽ đọc qua nhiều cái từ vựng khác xung quanh đó nữa. Và có một số từ có thể là mình chưa biết, ví dụ chữ which. Chữ which thì mình chưa biết, tức là chữ nào á. Tức là mình thích cái đồ ăn nào, ăn gì, có thể what hoặc là which. Khi người ta đưa ra hai lựa chọn có A và B thì người ta sẽ hay hỏi chữ which, bạn thích cái nào. Còn nếu như nhiều hơn hai thì mình sẽ hỏi bạn thích cái gì. Yêu cầu đối với phần này thì cố gắng rằng là mình nghe được thích hay không thích cái gì. Nhưng mà mình sẽ, người ta nói một số cái từ, ví dụ let's look at the menu là phần trên mình có. Thì kinh nghiệm cho mình để phần nghe này tốt á, thì mọi người sẽ điều chỉnh cái tốc độ video lại khoảng 0.5. Tức là mình nghe chậm hơn một nửa để mình nghe được rõ từ hơn. Đó, bằng cái cách đó đó là mọi người sẽ nghe được từng từ. Đó, thì nó rất là hữu ích. Nên là mọi người cố gắng ha, điều chỉnh ở cái chỗ mà cài đặt rồi xuống phần tốc độ, rồi mình cài đặt chậm lại một chút xíu để mình nghe cho rõ. Tiếp theo phần speaking, phần nói này là mình look at the menu on page 84. Mình nhìn vào cái menu là cái thực đơn ở cái trang trước 84 và hỏi trả lời. Ví dụ mình hỏi là what do you like? Bạn thích cái gì? Mình nói I like eggs. Ví dụ như vậy. Phần này khá là đơn giản bạn ha. Cứ bạn thích gì, mình thích cái gì và cái gì và cái gì đó, mình kết hợp mình nói một lượt để có một câu dài luôn. Phần writing của mình á, là mình circle cái phần not and match, cái phần viết tắt của chữ not. Thì ở đây sau những tất cả những phần bài học của mình thì bây giờ mình sẽ thấy là chữ not này á, nó viết tắt của isn't, is not. Nó viết tắt của do not, don't. Nó viết tắt của are not, aren't. Đó là những cái từ mà mình gặp về viết tắt đối với chữ not. Thì đơn giản là mình sẽ nối hai cái cột này với nhau. Hai cái cột này thì nó, phần nối này rất là dễ mà, chủ yếu là viết tắt, không viết tắt. Cho nên là mình sẽ tập đọc. Ví dụ I don't like fish. I do not like fish. It isn't a banana. It is not a banana. Đó, mình đọc hai cái câu đó ra và mình dịch. They aren't my shorts. Number four, it isn't my sister. She isn't my sister. Rồi, ok. Rồi, chữ nào là chữ còn thiếu là chữ O mọi người ha, đơn giản. Rồi, vậy là mình đã xong phần bài 12. Thì mình chỉ còn 3 bài nữa thôi là mình kết thúc rồi. Video đến đây là kết thúc. Mình hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình hơn nữa nha. Và mình xin chào mọi người.